Thùng hàng mình đặt cuối cùng cũng đã đến rồi, mình mua trên mạng. À, có cái siêu thị Oxy, Oxy. Thùng hàng đặt ăn thử, nó cho ăn thử trước hay xem coi như thế nào để mình có thể tiếp tục với nó được hay không. Thì trong thùng này giờ khui ra là có này những cái quyển sách nè, rồi có những cái cứ bò, nói chung là nó giới thiệu nếu mà đăng ký thì sẽ được như thế này vậy đó. Chung có những cái lợi là mình khỏi cần phải đi ra siêu thị mình mua, nó đưa tới nhà sẵn luôn. Đây là cái thùng ăn thử nên là có 2 cent thôi, nhưng mà mình được 1 cent tiền thưởng nữa nên là thành ra chỉ có 1 cent nè. Nói chung là lợi, tiện lợi và rẻ, mình thấy được. Nếu như lần mình ăn thử lần này không được thì mình không có đăng ký cũng được, nó không có bắt buộc mình. Cả có 15 món mà 2 sen, nhưng mà mình sẽ nhận lại 1 sen điểm thưởng, tính ra nó quá rẻ. 15 món khoảng 1 sen mà lại có 3 3 bịch, là có công thức sẵn và có một cái cuốn sổ này để cho mình tham khảo. Nếu được ăn thử được thì lần sau mình đăng ký.